Đó là tử hiền. Con bữa nay nhìn lạ nghe là giống nữ tài tử minh tinh quá. Con muốn đem chuyện của con chia sẻ không? Rồi cho phép con chia sẻ đi. Cách đây một tuần thì anh của em hồi xưa là một bị ung thư, nó gọi là colon cancer stage 4, là thời kỳ cuối. Thì anh của con cũng đang điều trị chemo với lại radiation, nhưng mà khi mà chụp lại thì nó cũng vẫn còn bị. Rồi sư phụ có một lần qua bên Thiên Long Giang, con có liên lạc với anh chị con bên đó, thì con nói là gặp sư phụ đi, có lẽ sư phụ sẽ giúp được. Thì anh con có gặp sư phụ ở ngoài đó, thì anh con được duyên cũng như sự may mắn gặp sư phụ, thì sư phụ có cầu nguyện ở trong một chai nước đó, rồi đưa anh con về uống, nói là uống từ từ thôi, rồi từ từ sẽ bớt. Thì anh con về rất là tin, rất là có cái tâm rất là kính phục sư phụ, về cũng uống từ từ rồi cầu nguyện đọc chú đại bi. Rồi cỡ khoảng làm 2 tháng, khoảng 2 tháng thì một tuần bữa thứ hai hoặc thứ ba gì đó, anh con đi chụp MRI đi về, thì khi mà cái cancer stage 4 thì nó spread lây ra tới cái gì rồi. Thì anh con chụp hình về thì có cho gia đình biết và mừng quá là không có còn nữa. Thì lúc đó bác sĩ rất là ngạc nhiên mà con khóc luôn, thì có sự rất là. Thì lúc đó con vui quá, con có gọi cho sư phụ, nó chờ không thể nào tưởng tượng. Thì cái câu chuyện này nhiều chuyện xảy ra lắm rồi trong gia đình của con, thì nhiều người ung thư không điều trị luôn, nhưng mà biết đến Phật pháp, ăn chay niệm Phật với lại đọc chú đại bi mà không làm chemo, mà tới nỗi mà bệnh ung thư vẫn quyệt, vẫn hết luôn. Cho nên sẵn cái chuyện này thì con chia sẻ với sư phụ cũng như các anh chị em, và nếu mà có ai nghe được cái này thì cái này là cái trong gia đình của con, chứ không có phải là ai kêu con để mà đứng lên nói. Thì cái Phật pháp rất là nhiệm màu, nếu mình có đồng tin, nhất là đọc chú đại bi mỗi ngày, mình ăn chay niệm Phật, thì cái chú đại bi nó làm cho con người mình rất là vui vẻ, mà trị bệnh rất là nhiều. Trong khi đó con cũng đã từng bị nhiều chuyện xảy ra, mà khi mà con đến biết Phật pháp tới bây giờ thì nói chung là nhiều chuyện nhiệm màu lắm, con rất là may mắn, vui vẻ hơn, mà con buông bỏ hết tất cả, cũng biết tại sao con làm được nữa. Cho nên con cảm ơn sư phụ cũng như cảm ơn các anh chị em. Con có cơ hội ngày hôm nay cũng là nhờ sư phụ, biết đến sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Cái đại tử này lúc trước mặt buồn hiu à, kiếm nụ cười cũng có. Chứ con depressed dữ lắm, bị depression nặng lắm. Còn cái chuyện mà anh con là bữa mà ở Houston á, hồi mấy tuần trước sư qua á, là không phải sư phụ làm. Cái nào sư phụ làm thì sư phụ nhận sư phụ làm. Sư chỉ nhờ thôi, nhờ với giả với khóc. Hồi xưa khóc với cha, cứu cái trái đất. Bữa sư phụ nhờ mấy cái ông mà, tại vì mỗi một cái trip sư phụ đi á, là phải có sự đồng ý của một đống Bồ Tát với mấy vị A-la-hán đi theo. Thì khi mỗi một cái mà đi ra khỏi thành phố á, nó không phải một mình sư phụ, mà đông lắm. Trong cái buổi hội trường ở Houston bữa đó đó, là sư phụ thấy rất là đông. Còn thí dụ như giờ thì có những cái vị cũng có đông, nhưng mà những vị bình thường. Còn khi mình đi xa đó, có những vị đặc biệt, nhiều lúc sư phụ không biết mấy ông đó là ai nữa, nhưng mà mấy ông đó powerful lắm. Thì mấy ông có muốn lập công với Thượng Đế, với Phật, thì mấy ông phải làm những cái chuyện gì để mà lập công. Hay bữa tôi cứu anh con tên gì vậy? Thiên Ngọc Mỹ hả? À, cứu Thiên Ngọc Mỹ. Thì lúc đó cha khen giỏi hả? Không, tướng quân xuống trần cứu được Thiên Ngọc Mỹ. Thì ổng thì cũng giống như được Biden hay Trump thưởng vậy đó. À, chuyện vậy thôi, mà bữa đó không phải sư phụ làm, mấy vị làm. Đó là con có cộng là anh con nó có phước nữa đó, chứ không phải mà ai mấy vị cũng làm được đâu. Có những đứa quá nặng đi thì mấy vị chỉ làm giảm được phần nữa, thì cái nghiệp nó nặng. Còn những đứa mà cái nghiệp ít thì ví dụ là mấy vị làm hết luôn.
Giống như ở đây mình có đệ tử kia, mình không nói tên đây được, nhiều lắm. Một trường hợp này là một trong hàng nghìn trường hợp. Từ khi cái Thiên Tâm Đạo ra đời năm 2017, cái núi Thiên Long Sơn cứu miết bao nhiêu người, trực tiếp hay gián tiếp hay là bên nửa dòng trái đất, nhiều lắm. Đó là một cái nhiệm màu, một cái thời kỳ cực kỳ mà cha với mẹ chỉ mong tất cả những đứa con lầm đường lạc lối, biết về cha về mẹ, biết quay đầu, đừng có nhận giặc làm cha. Bây giờ con thấy tất cả một cái quốc gia, cả 100 triệu người, biết bao nhiêu gia đình. Con nghĩ con bước vô nhà là con thấy cái hình ai bự nhất, cao nhất vậy? Không cầm microphone nói ai? Bậy. Sư phụ nói cả có quốc gia kìa, Việt Nam kìa. Khi con bước vô, con nghe kỹ, con đừng có trả lời tầm bậy tầm bạ, phải suy nghĩ. Người nào đưa microphone, ai trả lời. Bước vừa bước vô nhà của Việt Nam, con thấy cái hình này cao nhất, bự nhất. Đêm qua nam mơ gặp bác Hồ, dâu bác dài, tóc bác bạc phơ. Đúng không? Hồi nhỏ mà sư phụ còn nằm mơ thấy ổng là hình bác Hồ bự nhất, cao nhất. Có bao giờ các con biết cha biết mẹ, nếu mà trước khi sư phụ lên clip số 1 tới giờ, có ai biết không? Hay Đà Phật, cái đó không nhận nhà giặt làm cha, nhận ai vậy? Suy nghĩ đi. Rồi từ lúc mà mình biết cha mình, biết mẹ mình, đời sống các con ít nhiều á, cha mẹ chồng của mình cũng bị mất, hay là cha mẹ chồng mình đối đãi với mình mồ côi, hay là mình bị hất hủi. Hôm nay mình có cha mẹ thiệt á, mà khi mình khóc á, mẹ mình đứng kế bên mình vuốt mặt mình á. Còn cha mẹ chồng của mình á, mình khóc á, chưa chắc là bà ở xa hay là ở đâu mà tới gần mình. Bây giờ mấy con quý cha mẹ trời hay là cha mẹ chồng mình vậy? Cả hai, phải có hiếu cả hai. Không có cha mẹ trần, không có xác phàm. Không có xác phàm, mình không có biết cha mẹ trời, không có biết tu để đi về. Cho nên cái nào cũng quan trọng hết. Nhưng mà cha mẹ trời là vĩnh cửu, cha mẹ trần chỉ là một phù du, một kiếp, nửa cơn gió thoảng thôi. Phù đang ngồi đây nửa cơn gió thoảng, năm mấy tuổi nửa gió thoảng. Trước khi mà sư phụ lên clip, tất cả chúng ta hồi xưa sư phụ cũng vậy, nhận giặc làm cha đó, nhận quỷ làm cha. Hồ Chí Minh đang ở tầng địa ngục 66, sư phụ mà muốn nói chuyện với ổng là phải lệnh của cha, lệnh của ông Diêm Vương và mấy chư vị, mấy ông thần lớn. Thì có kỳ đó đó là ông Sơn Tinh Thủy Tinh là những vị thần lớn mà trong truyền thuyết Việt Nam, mình không ở truyền thuyết nha, ổng là hiện hữu, ổng là thần núi Ba Vì, người mà hộ cái dấu hiệu Thiên Tâm cùng với Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thời đó đó, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngài đang trên đường đi qua Tây Trúc, là qua bên Ấn Độ để mà gặp những vị Phật ở bên Ấn Độ. Thì lúc đó đó thì ngài nghe những lời cầu khấn của những người mà ở tù Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông tướng á, thời đó năm khoảng 78-79. Thì khi mà Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nghe, thì Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông á mới xuống nói chuyện, mới an ủi. Thì từ đó Đức Phật Hoàng mới giao lại cho Đức Thầy và tất cả hồn thiên trong núi, trong đó có ngài Trần Đạo, ngài Nguyễn Ông Trực, ngài Trần Quang Khải và những vị thần ở ngoài Bắc, đông lắm, hàng vạn vị thần Hà Nội, thần Bến Nghé. Sư phụ tiếp xúc hết tất cả các chi gì hồn thiên trong núi nước Việt, luôn cả những cái ông mà năm ông mà đùng 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 75 nữa, nhiều lắm. Mấy ông đó là nhỏ thôi. Cái người nhỏ nhất bây giờ là ai biết không? Là ông Ngô Đình Diệm. Ổng là một con ma đang tu tập ở nhà thờ Phú Cam. Ổng đâu có được thành thần, tại ổng đàm áp Phật giáo.
mình không có nói chính trị, mình chỉ nói theo về mặt tâm linh. Cái người nhỏ nhí nữa là ai phải không? Là vua Bảo Đại, đang ở bên Pháp, ở bên apartment của ổng, cũng chẳng có được đi đầu thai mà cũng chẳng có được về trời nữa. Nhưng mà ở thế gian thì họ chức vụ rất là cao, mà khi chết thì sư phụ biết như vậy. Còn mình đang nói riêng về Bác Hồ yêu dấu chúng ta đó, là ổng lên trước tiên á, là ổng bị nhốt lâu ngày quá, cái hỏi hỏi mấy ông thần á, lụm ông này ở đâu lên, ở tầng 66. Trời ơi, kinh điển tôi nghe có 18 tầng mà sao ở này tới 66 là thang máy đâu mà đi dữ vậy. Rồi ổng còn nói ổng ở trong một cái hang, nhốt ở trong cái hang động tối thui à, mà lúc nào cũng bị xiềng xích hết. Rồi cái ổng còn nói đặc biệt lắm, người mà có công đức, có chức sắc lớn á, mới có lệnh mời ổng lên được. Tắt đi lạnh quá không? Nhìn để phen được rồi, để mà lạnh. Thì chỉ có ông thần núi Ba Vì là Sơn Tinh á, ổng mới đi xuống, ổng tuân lệnh của Đức Phật Hoàng, thì mới cho Hồ Chí Minh lên để mà đối đáp. Tại vì cái thế gian này á, nó nát bét á, cái nước Việt Nam nát bét hết. Rồi lúc đó Hồ Chí Minh ổng mới đi lên trước tiên mà nói chuyện á, thì lúc đó Thanh Nga mới can bài á, bài gì ta, tự nhiên phụ á, tối đêm lạnh chiều xưa em nhớ anh. Đó là Thanh Nga phải không? Thanh Nga cũng là một cái hồn đi theo cái đoàn Nga ở bên cõi kia. Rồi đi ngày đó Hồ Chí Minh về, ổng xin điếu thuốc ổng hút, chắc bị nhốt cũng mấy chục năm cũng ghiền thuốc á. Ông để điếu thuốc cái cắm ngay dưới đất, ổng hút một cái rột, nguyên điếu thuốc không có gớt cái tàn nữa. Ma mà nó hút á, nó hút lẹ hơn người thường mình á. Tại người thường mình hút còn phổi rồi còn thở rồi, ma là đâu có phổi, đâu có sợ hư phổi đâu, ổng đâu có sợ nám phổi, ổng đâu có phổi đâu nám, nhưng mà ghiền vẫn ghiền là vì cái tập khí của mình phải không? Cho nên bây giờ á, mình thích cái gì sau đó mình vẫn thích cái đó. Cái người nào mà thích ăn cái bánh bông lan thì chết vẫn thích người ta cúng bánh bông lan. Người nào thích ăn cháo thì vẫn thích cúng cháo. Người nào thích ăn thịt heo quay thì vẫn thích cúng thịt heo quay. Thì Hồ Chí Minh hút một liều thuốc xong, cái ổng ngồi, ổng kể. Thì lúc đó mấy vị bác tù cải tạo trước 75 á, mấy ông tướng không à. Rồi có những ông vẫn còn nóng tánh. Cái đầu tiên cái Hồ Chí Minh về, cái ổng xưng tôi Hồ Chí Minh. Cái con ông đứng lên ông chửi điệu mẹ, mà chửi tiếng Nam nha, thấy không? Đụng mẹ mày. Cái Hồ Chí Minh rất là nhẫn nại, không có trả lời câu nào hết. Cái mấy ông kia càng càng để cho ông này ông nói chuyện, tại là khó lắm mới thỉnh ông lên mà ngồi tâm sự phải không. Cái ông ấy nói là cái nước Việt không phải do ổng là sai đường, mà do Phạm Văn Đồng với Lê Duẩn, Đồng Duẩn, ổng cứ đổi thừa mấy ông nội đó. Nhưng mà cái chuyện ổng đổi thừa là chuyện của ổng, mà cái chuyện mà cái bữa đó ổng ngồi ổng đối đáp, là những cái lời ổng nói đáp là phụ đang kể nè, tại sao phụ còn cọc hồ sơ lúc nói chuyện mà. Rồi cái ổng nói ngày xưa Thượng Đế giao cho tôi 80 năm xả cái nước nghiệp, xả nghiệp cho nước Việt. Tức là nước Việt mình tội thì phải xả nghiệp, cũng giống như giờ mình có một đứa con hư, thì mình cần có một người dữ dằn để dạy đứa con mình vậy đó. Thì là hợp đồng là 80 năm. Thì hello con, khỏe không con? Thì hôm nay đã huất 80 năm rồi. Ông nói đúng ngày đúng giờ.
thì tự động nước Việt sẽ trở lại cường thịnh và thành một cường quốc trong tương lai. Trong đó, thời đó đó, trong đó có con của Thượng Đế sẽ hạ phàm xuống nước Việt, một người duy nhất, đó là sư phụ ngày hôm nay. Mà thời xưa đó, ba chục năm về trước đó, những cái bác mà HO mà trong tù đó, mấy ông cũng chưa tưởng tượng ai là con của Thượng Đế mà gọi là chuyển luân thánh dương. Mình nghe ghê gớm lắm, chuyển luân thánh dương có gì đâu ghê gớm. Chuyển tức là tái sanh, thánh tức là một vị thánh, dương tức là con của ông trời là vua, chỉ vậy thôi. Nhưng mà mình dịch ra trong kinh điển nghe ghê gớm, cuối cùng đâu ghê gớm gì đâu, bình thường. Nhưng mấy thầy Tây Tạng á, là cũng là tái sanh, mà tái sanh kiểu thầy sang thầy. Còn đa số trong xã hội chúng ta đó, Phật tử thì củ quyền trở về củ quyền, tức là dân trở về dân. Có những người từ thú nó lên thì từ thú thành người. Thì cho nên khi mà mình thấy họ có cái những cái tập khí mà thú đó, mấy đứa con có thấy những cái người mà tự nhiên cái bản mặt của nó gì nè, nó sầm y như là con mèo, đúng không? Người cái nó làm hình như mèo. Rồi có những người nó thích móc khoen tùm lum mặt mũi, tức là cái tâm của nó, tức là cốt của nó là con mèo đó, con biết không? Nhưng mà giờ lỡ đầu thai làm người, nó không muốn làm người, nó muốn làm mèo, cho nó xăm cái bản mặt nó giống y như con mèo. Có là mấy con coi là Mỹ nhiều lúc nó quá chiêu vậy. Rồi có những đứa đó, nó thích ăn mấy cái con này sống, con kia sống. Có thằng trên clip YouTube nó ăn chuột sống, bỏ vào họng nó nhai sống. Nghĩa là cái gì? Nghĩa nó là cũng là con thú vừa đầu thai lên, cái tập khí nó thích, ngày xưa nó cũng thích ăn con vật sống. Một người mà tiền căn, mà có căn cơ tu, con nghĩ cái đầu của người ta đâu có nghĩ ra mấy chuyện đó. Tại sao CIA, FBI, cảnh sát Mỹ, một thằng ở tù nó ăn cắp, nó ăn cướp, nó bỏ vô tù, rồi nó đi ra khỏi tù, rồi nó phải đeo cái gọi là cái điện tử trong người nó đó, probation, rồi hết cái đó rồi nó cũng làm y chang vậy, cũng vô tù lại. Một người thích sờ mó phụ nữ, cũng giống như ông thầy Chí gì ở chùa Bát Nhã đó, thì cái đó là cái thói quen, rồi cũng sẽ vô tù, rồi cũng sẽ ra tù, rồi cũng sẽ làm y chang vậy. Cái tập khí con người nó ghê lắm. Trở về chuyện Hồ Chí Minh, ở dưới địa ngục tầng 66 lên, đó là thiệt. Và cái câu chuyện là 80 năm hợp đồng với cha đã hết hạn, đó là thật. Thời đó mấy vị nói cái lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ treo trở về nước Việt. Sư phụ hôm nay chỉ ca mấy bài lặp lại, hôm qua hôm kia ra đây ca mấy bài quê hương lặp lại để nhắc nhở thôi, chứ không phải có cái ý gì hết, và cũng không phải là phản động. Có nhiều người, người ta không biết, người ta comment nói anh nói chuyện đạo tôi phải nghe, tự nhiên bữa nay anh phản động. Nói như là Phật, tôi đã nói rõ trên đó tôi không có phản động, tôi nói nó là thiệt. Còn có chuyện xảy ra thật hay không á, chờ xem. Mà những gì Kiệt nói hầu như 95% là trúng hết. Không trúng thì là sao? Không trúng là ít nhiều cái số mệnh cái da của chúng sanh á, nó chết ít đi thì lại là cái cơ vận nó đi một đường khác. Nhưng mà mục đích cuối cùng là thầy Tennis, là cộng sản, là độc tài. Kỳ này á, là chìm một lượt. Trung Cộng chia 5 sẽ 7 bằng hình thức này hay hình thức nọ. Bây giờ mấy con nghĩ Biển Đông có dậy sóng nha, bắn đung 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 đung, đại thất hạm đội của Trung Cộng 2-3 chiếc bị chìm, rồi 5-7 chiếc máy bay bị rớt,
rồi một đống quân sa tăng thì nó tràn lên Đài Loan, rồi nó nghĩa là đánh kịch liệt á, giống như trong phim vậy đó. Rồi phi trường Đài Loan bị bỏ bom, rồi dân Đài Loan chết cả triệu triệu người đi, mà nó thí dụ nước Trung Cộng với Việt Nam sẽ bảy không, vẫn chưa đúng không? Nhưng nếu mà bên trong nội bộ của nó mấy vị đi cái đường khác, lỡ như Tập Cận Bình bị ẹt nửa đường, đừng nói hôm nay thì phụ miệng ăn mắm nó bậy chúng bạ nữa nghe, thì nó còn hơn là một đống vũ khí, một đống người ngoài kia chết. Nó còn nghĩ ra vậy không? Hay là vợ sư phụ không có muốn chiến tranh, nhưng hiện bây giờ là chiến tranh Biển Đông mới gì, nó đã dậy sóng rồi vậy đó. Hiện bây giờ nè, từ cái ngày mà Đài Loan á, mà sư phụ đối chúng á, hồi xưa có phái đoàn ở bên Tàu nó qua nó phỏng vấn sư phụ vấn kịp, thì kiện nói á, là nó hỏi một câu, vậy sau này Trung Cộng có chiếm được Đài Loan không? Cái sư phụ mới cười mới nói là cái đài tivi của Trung Cộng á, sư phụ nói á, mày phải hỏi tao sau này Đài Loan có đánh mày hay không á. Thì lần đầu tiên mà sư phụ nói trúng là cái drone mà của Trung Cộng bị Đài Loan bắn trái á. Mày có ngon á, mày đi ấy đi, mày nghĩ mày giỏi, mày chỉ hù thôi. Tập Cận Bình không bao giờ điên mà đi tấn công Đài Loan trước, tại vì nó biết là đồ giấy, đồ vàng mã, đánh không bao giờ lại, không bao giờ đánh lại Đài Loan, không bao giờ đánh lại Nhật với Mỹ, đánh là mình đi tự sát đó. Bây giờ con có nghĩ cái đứa mà cái trứng mà nó dám chọi vô đá không? Nó đã nhìn thấy cái bài học của Nga rồi. Nga đánh không nổi thằng Ukraine thì làm sao Trung Cộng có thể đánh nổi một cái khối hùng mạnh Nhật, Nam Hàn, Ấn Độ, Mỹ? Làm sao đánh lại? Còn Việt Nam mình á, không có hy vọng là chờ chiến tranh mà giải quyết cái vấn đề của mình. Sư phụ đang khấn, đã khấn trong mấy năm nay, và sư phụ tách ra hai câu chuyện. Nước Việt Nam mình thay đổi để cứu dân, còn cái chuyện Biển Đông là chuyện của khác, là một cái câu chuyện khác, mình không có nên gẹp chung lại. Thì những cây nhang sư phụ đã khấn cách đây 2 năm, tại vì mình ghép chung lại nó quá lớn, mình khó giải quyết chuyện của mình. Chuyện của mình là chuyện của mình. Sư phụ càng ngày càng già càng lớn tuổi, mang cái nhiệm vụ xuống trần cứu nước Việt, đâu phải để chờ cái sự nóng lạnh của Tập Cận Bình mà sư phụ bị ảnh hưởng cái tuổi này. Thì mình phải khấn cái đường khác. Thì bây giờ quý vị ở trên đi cái đường khác. Cái chuyện Biển Đông có chiến tranh hay không, nó không có liên quan với chuyện của nước Việt sẽ thay đổi màu cờ. Phật Thánh Tiên đã đầu thai vào nước Việt rất là đông, họ cũng nôn nóng, họ cũng mang cái xác phàm, ngày nào cũng bồn chồn trong để làm nhiệm vụ. Bây giờ mấy đứa con mà có cái nhiệm vụ mấy con làm không xong, mấy con cảm thấy sao? Khó chịu lắm đúng không? Tại sao cuộc đời của vô hồ của Kiệt 3 năm nay, từ cái thời mà cái ra cái clip đầu tiên mà kêu tất cả mọi người mua đồ ăn, nếu mà không ăn không xài lên Thiên Long Sơn Kiệt sẽ trả tiền lại, clip rất là trẻ đẹp trai đúng không, baby nữa, hôm nay nhìn lại coi đầu bạc là gì? Cơ vận Kiệt này nắm quá nhiều, nắm sổ phong thần, biết từ thứ từ diễn ảnh xảy ra, biết từ lúc mà Black Lives Matter nó quậy, biết từ lúc rồi làm cửa sắt cho tất cả các nhà, rồi biết cái gì cũng biết, tháng nào cũng biết chuyện xảy ra. Một người biết nhiều quá và một người biết nó sẽ xảy ra như vậy. Thương chúng sanh lòng từ bi, có già không vậy? Suy nghĩ giùm đi, mang xác phàm mà ai cũng như ai đúng không? Thà mình vô tư như là mọi người, không biết thì không phải lo. Chết cha ngày mai nước Việt bị Covid, mấy vị nói chết hàng thứ hai trên thế giới. Rồi bây giờ phải làm sao?
phải săn đôi lên. Ngày nào cũng khóc xin mấy chư Phật, mấy chư vị đặt bàn thấn. Chết nhiều thành chết ít. Mong thay đổi, phúc trọng ngân, quan phúc trọng ngân, diệt sản vậy đó. À, mà khi mà có tên bốn người đó xuất hiện thì nước Việt cờ vàng ba sọc đỏ, thể chế cộng sản sẽ bị diệt vong đó. Thiên cơ mà. Chỉ có người vô minh họ đang ngồi ở cái địa vị cao, cái thế, họ không có chấp nhận thì họ còn bướng. Nhưng mà bướng có nghĩa là gì? Bướng có nghĩa là tự mình cầm đuốc, mình thiêu cái xác và mình đốt cái hồn của mình. Lời của bề trên nói mà cãi, gọi là tiêu xác, tiêu hồn. Đừng có trách là trời Phật không có lòng từ bi. Trời Phật từ bi cho hữu lộ cơ hết, cho kiệt nói hết. Nói đa số là những gì cần nói là mình đã nói. Có ai nghĩ 6 tháng về trước nước Việt hôm nay 14 tỉnh đang chết đói? Lúc mà ngài mà nhận được lệnh mà báo cho nước Việt kêu mua đoạn á, thì hôm nãy xảy ra rồi. Rồi bây giờ bữa nay còn nói là kêu con kêu tao đi mua thuốc nghe, mua thuốc trên counter để dành uống. Tại tự vì mấy cái đó nó sẽ hiếm nữa. Gạo là mình đã nói có rồi, dự trữ lương thực rồi. Nhưng mà còn thuốc men nữa, còn xăng nhớt nữa. Cái gì đà Phật. Thôi, ê chề. Buồn làm gì? Ca mấy bản quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt cho con treo hai mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dượp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biết tuổi thơ con đã trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ em đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đếm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thêm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nói thành người.